À, chiều nay tớ gửi chuyến 5 giờ nhá, trước khi đi cho ăn test sức khỏe này. Cún này mấy cún đực nữa. Rồi được rồi nha. Chiều nay là cả đôi này về mới nhá. Đây riêng cún đực này hôm nay về An Giang nhá, về nơi xa nhất. Rồi, hello. Xin chào tất cả các bạn thân mến nhá. Lời đầu tiên thì chúng xin gửi lời chúc đến các bạn và gia đình luôn mạnh khỏe, hạnh phúc, bình an và thành đạt. Thì trong cái video clip ngày hôm nay thì hôm nay cập nhật cũng như chia sẻ cái buổi chuyển mấy cái con cún con về nhà mới. Hôm nay là 4 cún nhá. Thì Hùng cũng chia sẻ những video trước đấy là những cái dịp cuối năm này thì các bạn đón cún rất là nhiều. Những cái con cún con chó Phú Quốc này năng động, trung thành về đón cái năm mới cho nó may mắn. Thì nhân cái dịp chuyển 4 con cún con này về nhà mới thì Hùng cũng xin giới thiệu thêm cho các bạn những cái con giống còn lại của bên Hùng nhá. Đây, những cái con cún này là hiện tại đang ở trại của Hùng đây, và còn cái chuồng bên kia nữa thì Hùng không dám thả vào tại vì nó vào đây đánh nhau mạnh lắm. Thì Hùng giới thiệu trước những con cún này về nhà mới nhá. Kia cái con cún vàng kia, đây con cún đực vàng này, xoáy kiếm đuôi cùng này. Con này lưỡi đen nhá, đực vàng lưỡi đen về nhà mới này. Đấy, tiếp tục nữa, đây em này, em đực nữa, em đực vận hồ lửa này, bạc má này về nhà mới nhá. Đấy, con đực này và một con cún cái này, đây em cún cái vận hổ lưỡi đen này cùng về một nhà này. Đấy, em hai em này về Bình Dương nhá. Đấy, con này với con đực kia. Đấy, là Bình Dương. Con đực vàng này thì về một nhà. Và một con nào nữa nhỉ? Đây đây, em ơi. Đây, con đực vận vận sáng này đây, mặt mũi kẻ vẽ đẹp này. Đấy. Con này thì về An Giang. Thì Hùng cũng chia sẻ rất nhiều trong những cái clip trước là Hùng có chuyển cún đi khắp các tỉnh của Việt Nam mình, kể cả là Sài Gòn rồi miền Tây nhá. Thì nhiều bạn cũng thắc mắc là mua ở xa như vậy thì có vấn đề gì không? Thứ nhất là giao dịch, thứ hai là về vấn đề sức khỏe của cún. Thì các bạn có thể vào kênh của Hùng để xem tất cả những buổi chuyển cún. Và Hùng có nhã ý là số điện thoại của những người nhận cún ở các tỉnh xa ấy, các bạn có thể liên hệ và hỏi trực tiếp các cái khách hàng đã giao dịch và mua cún của Hùng đấy, xem thế nào nhé. Vừa rồi thì Hùng cũng giới thiệu một số cún về nhà mới. Thì còn những cái cún còn lại này, đây em đực vận bạch hổ này. Đấy, em bạch hổ sáng nhất đàn này. Đấy, trắng tinh luôn. Đấy, em đực. Đấy, bạch hổ nhá, xoáy kiếm cuối cùng và kẻ vẽ xương cá rất là đẹp. Đấy, một em đực. Đây một em cái, đây em cái vận hổ này, cũng kẻ vẽ xương cá này. Đây này này này, đây này này, em cái bạc má này. Đấy, cái vận vàng cam bạc má còn lại nhá. Và đây một em cái vận hổ lửa này. Đấy, mặt mũi con nào cũng sáng sủa và viền mắt đen. Đấy, và một cái em mà đang trèo kìa. Đấy, đang trèo ăn lá đinh năng kìa. Đấy, bọn này rất thích ăn lá. Đấy, đang trèo ăn lá đấy. Con cái nhá. Và đây một con cái vàng này. Con cái vàng này lưỡi đen nhá. Đấy, cái vàng xoáy kiếm đuôi cung này. Đấy, con cái vàng lưỡi đen. Và ở đây một em cái vận kem nữa này. Vận kem bạch hổ này. Đấy, hai con kem đứng cạnh nhau, con đực sáng hơn một chút. Con cái thì màu kem hơn một chút. Đấy, con cái này. Con nào cũng viền mắt đen đậm luôn. Vận kem sáng nhưng mà viền mắt đen các bạn nhé. Lưu ý là như vậy. Chứ vận kem sáng mà không có viền mắt nào cũng không được đâu. Đấy. Và tiếp tục nữa là đây. Đây một em cái vận là lửa vàng cam này, bạc má này. Cái kiếm vô cùng rất là đẹp luôn. Đây nữa này, đây một em vận nửa vàng cam nữa này. Đây 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 đây. Em ơi. Đây đây em, ra đây. Đây đây đây. Đây đây, bạc má nhá. Bạc má trắng này. Em này kẻ vẽ rất đẹp, đẹp, xoáy kiếm, tất cả đều xoáy kiếm hết anh em nhé. Đâu còn con nào nữa nhỉ? Đấy, hiện tại thì ở trong cái khu chuồng này còn những cái con giống còn lại như vậy. Thì ở trong những cái khu chuồng kia thì còn những cái con khác. Hôm sau Hùng sẽ cập nhật buổi chuyển cún khác thì Hùng sẽ giới thiệu thêm. Đấy, vì trong cái thời gian Tết này Hùng cũng rất là nhiều việc và các bạn mua cún nhiều quá. Đáng lẽ ngày nào cũng phải làm một video clip nhưng mà Hùng không thể làm được. Đấy, không thể làm được những cái buổi chuyển cún cho các bạn về nhà mới. Và hôm nay thì Hùng cũng quyết tâm dành cái thời gian để làm cái review cái buổi chuyển cún con này về nhà mới. Các bạn cùng tham khảo. Đấy. Thì mấy cún này Hùng vừa ấy cho ăn rồi. Đấy, cho ăn rồi. Rất sức khỏe trước khi về nhà mới rồi, ăn rất là sốc. Bây giờ cho vào trong cùng đàn chơi, cho nó nô nghịch, cho nó chạy. Đây, giới thiệu lại nhé. Đây, con đực vàng này, em ơi. Đực vàng lưỡi đen này. Đấy, về nhà mới này. Em đực này này.
em được vện hổ lửa bạc má này, hai này. Đấy. Em cái vện hổ lưỡi đen này ba này. Đấy. Và em được vện hổ này bốn này. Đấy, em này. Này cũng đẹp nhá, mặt sáng sủa, hàm con này má rất là to, hàm to. Đấy, còn được mặt cáo rất là đẹp. Đấy nha, bây giờ Hùng sẽ cho các cún vào trong sọt và ra xe để các bạn nán lại xem hành trình Hùng đưa cún về nhà mới làm sao nhá. Rồi thế nào đây nhỉ? Đây rồi, đây đây. Đây nhá. Em cái này, Hùng quay một đôi trước này, em cái này. Em cái lưỡi đen nhá. Bạn hổ lưỡi đen. Đấy, rất đẹp. Bạn xương cá này. Con này tranh nhau về nhà mới này. Em cái trước nhá. Từ từ nhá. Đấy, em cái này, em được đâu? Đây em được đây. Em được đây nhá, không được nhầm, nhầm hỏng. Em được nha, vẹn hổ rất là xinh luôn, bạc má. Thế thì ở trong những video trước ấy, mình cũng chia sẻ rằng là những cái dịp mà cuối năm thì các bạn đón cún nhiều lắm, năm nào cũng vậy, năm mới cũng muốn đón một con cún về để nhà chơi cho nó. Hai cún này về Bình Dương nhá. Còn những cái cún mà các bạn đến đây đón hoặc là Hùng gửi về những cái tỉnh loanh quanh thì Hùng không quay đâu. Đấy, chủ yếu là Hùng quay những cái buổi chuyển cún về tỉnh xa này để các bạn ấy biết được là Hùng gửi cún về tỉnh xa rất an toàn, không vấn đề gì cả nhá. Còn tỉnh gần đi một vài tiếng thì không, Hùng không quay đâu, ít khi lắm nhá. Rồi cún, hai cún đã vào sọt rồi nhá, là cho hai cún khác. Đâu rồi nhỉ? Cún đực nha, đây cún đực nha, đây cún đực vận hổ này, mặt em này, mặt em này mày đầu gấu dã man luôn, đấy, như mặt cáo luôn, rồi con này tranh về nhà mới rồi, không chưa đến lượt em nhá, em đặt xong, rồi, từ đã, okay. Cún đực này về An Giang nhá, đực về An Giang vào Sài Gòn còn đi một chặng xe nữa mới vào An Giang được. Từ Sài Gòn đi An Giang chắc tầm 200 cây số gì đó, mất thêm 2-3 tiếng nữa. Đi Sài Gòn mất 35 tiếng, đi vào trong An Giang thì chắc mất vài tiếng, gọi là tròn 40 tiếng. Bây giờ đi là nhanh ấy. Rồi, hai sọt nha. Tiếp tục cuốn nữa nha. Đâu rồi, đây em vàng đực nha. Em vàng đực này, vàng đực. Cái kiếm nha, vàng đực này. Lưỡi đen này. Em xoáy kiếm nha. Em này thì về Vũng Tàu nhá. Em về Vũng Tàu thì em vào trong sọt nhá. Ok. Rồi. Xong ba sọt nhá. Bây giờ là Hùng đưa cún ra xe. Các bạn theo dõi hành trình Hùng đưa cún về nhà mới nhá. Rồi hôm nay bốn cún về nhà mới thì thời tiết cũng râm. May quá là không mưa, cũng hơi ấm, cho nên là cũng thuận tiện cho cún ở nhà mới. Đây là hai cún nhá. Đây là anh ơi, đây là hai cún của anh nhá. Anh xem lại cái số điện thoại này nhá. Đây là cái số của anh này. Đây là số của con trai anh này nhá. Đấy nhá, hai cún đây, cún này là cún cái lưỡi đen này, cún này cún được vẹn lửa này. Đấy. Còn đây nhá, đây là em ơi. Cún vàng đực lưỡi đen của em đây đấy nhá. Em xem lại các thông tin xem chuẩn chưa nhá. Và đây đây là cún đực nhá em nhá. Đây là cún đực này của em này. Cún này hơi xa chút này. Em xem lại cái số điện thoại cho chuẩn này. Ấp Long Định, xã Long Điền A, huyện Chợ Mới, An Giang nhá. Đây cún đực của em nhá. Đấy, em xem lại thông tin rồi báo anh ngay. Bây giờ hiện tại là các cún đang đợi xe. Hôm nay là cùng đi một chuyến xe nhé. Xe tí nữa là sẽ đến cửa đón rước các bé đi. Đấy. Xe sắp đến rồi.
Rồi, một cún đầu tiên là ra xe nhá. Đó. Chọt gà. Nó có nước ấy ông ơi, cẩn thận. Chơi cả chim nữa. Tôi chơi mạnh ấy. Tôi phải hơn chục lồng. Rồi, bà cũng lên xe rồi nha. Rồi, ok. Là chuyến đi may mắn nhá. Rồi, xe ba cún lên xe rồi thì Hùng gửi những cái xe tin tưởng này, xe 16 chỗ mà cho lên xe luôn, có máy điều hòa nhé. Và bạn nào mà có tin tưởng cũng yêu thương con giống ở bên Hùng thì có thể liên hệ với Hùng qua cái số điện thoại Hùng để trong cái phần mô tả của video đó nhé. Mình sẽ gửi chi tiết video và báo giá cụ thể cho các bạn tham khảo rồi. Và video xin kết thúc ở đây và xin chào và hẹn gặp lại các bạn trong những video tiếp theo. Xin chào nhé.